Tower, các bạn đi xuống Cần Thơ nha các bạn. Đây là nhà nghỉ ở khu dân cư Công An, là nghe cái tên rất hấp dẫn rồi. Đường số 6, phường Phú Thứ mà sao thằng nào nó quảng cáo làm có dấu phễ quận Cái Răng. Có điện thoại luôn. Thì ở đây phần mát mẻ anh em của mình, các bạn biết rồi, anh em của mình cứ đi công tác ở miền Tây là xuống Cần Thơ làm anh em mình là tụ họp ở đây. Ở đây là cô chủ rất là dễ thương. Đây là anh Nokia bạn của tôi, đây là cô chủ, tôi quay cho các bạn coi luôn. Đây cái khu khi các bạn tới ở đây, khu này rất là an ninh nha các bạn, xấu rất an ninh. Ở đây thì các bạn có thể thấy là có nhiều showroom này, đặc biệt là bên kia là có quán của anh ca sĩ Trương Đăng Huy, anh về anh mở quán nhậu á, xấu các bạn vô đây nghỉ xem là các bạn qua đấy. Đó, qua đấy nhậu là ok luôn, rất là bài bản luôn. Đó, đây là mình review cho các bạn luôn cái khu vực này, để bước ra đây quay cho các bạn coi luôn. Đây, quay cho các bạn coi là khu này rất là yên tĩnh nha các bạn nha. Đây là nhà nghỉ Thảo Lan, review cho các bạn là khi các bạn mà đi miền Tây được, đặc biệt là các bạn đi miền Tây thì các bạn hay ghé Cần Thơ để nghỉ ngơi, để tiếp sức cho một cuộc hành trình khác, thì các bạn hãy tới đây nghỉ ngơi Thảo Lan. Mình thấy giá cả thì mình cũng cảm nhận là rất là ok luôn, có nghĩa là khá là bình dân và phù hợp với các bạn mà chúng ta đi phượt hay đi chơi, hay là cái gia đình nhỏ cũng được, phòng nhỏ cũng có, phòng lớn cũng có. Tụi anh em tụi mình thì cứ tới đây. Đây, quay cho các bạn coi luôn, nhà nghỉ Thảo Lan đầy đủ tiện nghi. Nệm mà nệm kim đan luôn nha các bạn nha, không xài xài nệm kim đan chứ không có xài này chưa. Nệm kim đan luôn nè, rất hấp dẫn luôn. Nè, nệm kim đan. Nệm kim đan. Đây, số điện thoại luôn cho các bạn, có lỡ thì các bạn thấy các bạn nhớ luôn nha, các bạn gọi nha. Đây, để quảng cáo rồi, quảng cáo cho tới luôn. Đấy, rồi. Có cây sứng là mùi luôn hoa sứng rồi. Rồi cho nó lui xi ra. Ở đây nó rất là mát mẻ, có những cái cây ở đây rất là mát mẻ. Mất của 2 phút của anh em rồi, nhưng mà những anh em nào mà mình tìm hiểu thì đi Cần Thơ thì nghỉ ngơi ở đâu á, ăn chơi ở đâu á thì mình cũng giới thiệu cho anh em luôn. Thì nhà nghỉ ở đây xong rồi thì anh em ra ngoài kia tí mình review tiếp cho anh em coi luôn, là có đi ngang cái quán của anh Trương Đăng Huy thì tấu ra đấy là gặp anh ca sĩ Trương Đăng Huy, anh ấy hát những bài hát mà về đâu rồi đấy. Đó, hồi xưa đấy. Ở đây thì có quán Việt Trời Tây Đô luôn nha các bạn nghe, có gym massage rồi luôn, nhưng mà khung cảnh này khá là lãng mạn ở đây. Thôi mình đi cá nhân anh em nghe, đi nha cô. Đây, lên đây rồi. Chúng ta đi nha anh em. Tắt cái nhạc chút xíu để nó dính bằng quyền mắt công. Đây thì khu này gọi là khu dân cư Công An, là rất là an toàn rồi, Công An ở đây ở không à, chắc vậy á. Còn đây là anh quán của anh Trương Đăng Huy đây các bạn ơi. Đây anh Trương Đăng Huy đấy, quán đấy vô là anh hát anh nhảy sexy luôn á. Rồi Trương Đăng Huy bây giờ anh là Trương Đăng Tém rồi, chắc đang tém trong nhà. Đây thì các bạn ra cái đường lớn đây. Ở đây thì có sáng này có cà phê cho các bạn thưởng thức luôn, cà phê ngon luôn. Đó, thấy không? Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là bên kia thì có cây xanh, để rất là tiện cho các bạn nếu mà các bạn đổi xanh. Thì xuống Cần Thơ thì các bạn ăn nghỉ ở đâu rồi mình cũng biết rồi, cũng giới thiệu cho các bạn. Còn mà riêng vấn đề các bạn hỏi về cái vấn đề mà cái gú là mình không quan tâm, mình không nói nha. Tại cái đấy là cái vấn đề tế nhị mình cũng không có biết, tại mình không biết. Để thường thường mấy anh em cứ nói đi miền Tây rồi đi miền Tây rồi này nọ, không có đâu nha anh em. Chúng tôi đi đây cuộc hành trình đấy, thì khi mà các bạn đi cái đường này ở phía sau lưng tôi là từ thành phố xuống, đúng không? Không phải nó lộn, xin lỗi. Sóc Trăng qua đây là hướng phía tôi từ thành phố là hướng ngược của tôi lại kìa. Đó, mình ra cái vùng ven mình nghỉ ngơi ở đây thì các bạn thấy không, không gian rất là lãng mạn, rất là ổn định luôn. Nó là phone mùa thẻ là vô cũng mùa thẻ được nè. Môi phone luôn này các bạn nha. Còn nhà mua môi phone thì các bạn có thể check in ở trên cái bản đồ của mình là khu Nam Long, thì nhà nghỉ thảo gì đó mất, để mình ghi với các bạn chụp trên màn hình rồi đấy. Thảo gì quên trai mất rồi.
ở Thảo Lan. Đấy, nhưng các bạn thì nó rất là rẻ, còn nếu các bạn muốn sang trọng thì khác. Tại nếu các bạn sang trọng thì các bạn không có thể coi video của tôi đâu. Các bạn tự lên Google bạn tìm những cái nhà nghỉ khách sạn to hơn, bự hơn. Nhưng mà tôi cảm nhận rằng nhà nghỉ Thảo Lan thì cũng rất là ok để phù hợp cho các anh em của chúng ta là nghỉ dọc đường, hoặc là chúng ta đi ngao du hoặc đi du lịch thì chúng ta nghỉ ven rồi chúng ta ăn uống cho nó yên tĩnh, xong rồi thì muốn đi chơi, muốn đi dạo ở trong thành phố thì chúng ta lái xe chạy vào. Đó thì các bạn cũng thấy nãy giờ đi chỉ có 3 phút thôi, đúng không? 3 phút nãy giờ là mình đã vô được trong thành phố rồi nè. Đó, đi không có kẹt xe gì hết, rất là bình thường, rất là ổn định luôn ha. Các bạn yên tâm không? Thấy vậy là vui rồi chứ đúng không? Mình review giờ là video có ích. Thì ở đây là có bản thành phố Cần Thơ thì các bạn quẹo phải mà đi thẳng Cần Thơ, thành phố Cần Thơ thì vô trái. Đó, đi qua dừng đèn xanh đèn đỏ. Buổi sáng rất là yên bình ở thành phố Cần Thơ vào buổi cuối tuần. Mình quay qua cái kiến thì nó cũng hơi lâu táo nha, các bạn cũng thông cảm nha. Tên 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 tiền. Rồi thì sẵn là mình sẽ review tiếp một chút xíu nữa. Các bạn đi vô thành phố Cần Thơ, vô ở trong thì nó có những gì luôn, để cho anh em chúng ta là cảm nhận, là chú ý luôn, thấy luôn là ở trong thành phố Cần Thơ mình đi. Nãy giờ thì cũng chỉ có 3 phút đó, từ nhà nghỉ mình ra đây nói liên thiên gì 3-4 phút gì đó thôi, 3 phút. Phía sau lưng tôi là hướng Sóc Trăng. Hồi xưa mình ở thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, thì mình đi xuống từ ngược lại, mình vô mình tắp cho ra mình nghỉ ngơi, xong rồi mình quay ra thì nó rất là rẻ. Và ở trong thành phố thì chắc chắn là nó mắc rồi, ở đâu cũng vậy các bạn ơi. Thành phố, những thành phố du lịch lớn thì các bạn ở trong thành phố lớn nó rất là tốn tiền, mà cái tiền đó không có đáng các bạn nha. Rồi các bạn đi du lịch thì các bạn đi dạng đi phượt, các bạn đi vùng ven cũng được, cũng như một cái sự trải nghiệm cho mình đó, cũng như là sự trải nghiệm cho mình vào buổi sáng mình lái xe mình đi thông dong đi vào trong lại thành phố thì nó cũng khá là hấp dẫn. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đi theo cái hướng là hướng quẹo phải đó, cầu Quang Trung, cầu Cà Mau thì đi thẳng. Anh này anh đang xe nhanh mà chúng ta đang là đèn đỏ nha các bạn nha, mất 30 mấy giây nha, 32 giây. Thì các bạn có thể thấy là ở bên kia đây, mình sẽ quay review cho các bạn coi. Hy vọng là cái bản nhạc mới nãy hát thì nó không có bị bản quyền. Mấy ông trên YouTube ông hay bắt bản quyền tam mau lắm, cứ đụng cái nào cũng bắt cái đấy, mở nhạc nghe rồi trả tiền rồi cũng bắt bản quyền nữa. Bây giờ tao đón năm luôn đi. Hầu kêu Nam Lùng nó chạy ra luôn ở xe đi cho nó nhanh. Xe ra chỗ đâu ngồi nữa không nổi. Kìa. Chỗ đâu ngồi. Nhét cái thùng hàng xuống dưới cho nó ngầu thôi chứ giờ sao, cầm chậu lan đi đến đây. Chậu lan đi trước để thùng hàng xô nó ngang lại. Rồi chúng ta đi chịu đi không mấy xe này. Đi là gọi gọi báo hỏi nó thử coi để đi khỏi tốn thời gian nè, thời gian không đi còn nữa. Thì anh em mình cũng đang đi công tác mà có một đón một anh bạn đồng nghiệp nữa nha, mình đang bàn bạc chút xíu nha anh em nghe, anh em thông cảm. Nay coi video mà kêu nó nói liên thiên cái gì nữa mất công. Thì đấy mình review cho các bạn là cái chủ đề là chúng ta đi nhà nghỉ ở đâu, chúng ta nghỉ ngơi ở đâu cho nó tiện và rỉ. Mục đích là cái video này như thế này. Còn những cái hành trình khác, còn những cái chỗ khác thì mình sẽ review sao là ăn uống ở đâu nó ngon nha các bạn nha. Đó, đây là ở Cần Thơ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video của mình. 8 phút thì thôi thì các bạn coi đủ 2 phút để mình bật quảng cáo cho nó dễ nha các bạn. Lâu lâu coi giúp ở đây, đúng rồi, trường văn phường văn hóa Hưng Phú. Đây ở đây, cái đây ở đây cũng có các khách sạn này các bạn ơi. Đi trên này đúng không? Khách sạn Dạ Thảo. Thì ở đây có Kia Kia Morning rồi này các bạn thấy không? Vậy là không chịu qua gứa đúng không? Không chịu qua gứa đúng không? Không gấp đi dòng hàng luôn rồi nè. Rồi sẽ up lên các bạn coi luôn. Chạy xuống chỗ bãi xe luôn á. Xuống quay ở đây có nhà đó em chạy qua bãi xe luôn. Nhà hàng cây bưởi nha các bạn, mình trải nghiệm rồi, nhà hàng cây bưởi ăn cũng rất là ngon. Cái chim ngon lắm này. Cá chim rất là ngon, món nhà hàng cây bưởi rất là ngon. Quán Trương Đăng Huy cũng có món cá chim nướng cũng ngon lắm các bạn nha. Đó, thì đun chân đun đùi luôn.
khá trong quán Trương Đăng Huy thì giá nó cũng không có mềm. Ở đây có vịt nấu chao Kim Liên 2 nha các bạn, giá đây khá là mềm nha. Bữa hôm mình ăn mình ngồi quay phim cho các bạn coi thì nó kỳ quá. Ở đây nha các bạn nha, Kim Liên 2 nha, rất là rỉ, quán này ngon lắm. Mình đã ăn và trải nghiệm cho các bạn coi rồi nha. Cái nào ngon thì mình nói thiệt nó ngon. Ở đây cũng có phố nướng Lam Sơn này các bạn ha. Ở hôm đi ăn cũng quay cho các bạn không mà coi mà nó tấu tấu quá thôi. Ở đây thì cái đường chúng ta là đang họ đang làm một cái đường song song nữa, là hai đường, thì mai mốt anh em xuống đây thì chừng có 3 tháng nữa, anh em xuống đây á thì thoải mái luôn ha, thoải mái luôn, đi rộng đường thênh thang luôn. Ở thành phố Cần Thơ thì cái lượng người lưu thông trên giao thông á không có nhiều, không nó cũng ở tầm trung trung thôi, chứ nó không có phải là một cái lượng quá người như ở Sài Gòn hay thành phố lớn như là Nha Trang. Cần Thơ vẫn là một cái thành phố mà vẫn còn chúng ta để đủ trải nghiệm để khám phá nha các bạn. Nó còn cũng có nhiều cái điểm hoang sơ rất là nhiều để chúng ta mà trải nghiệm khám phá. Thì bây giờ mình sẽ đi qua một cái con sông, thì con sông này con sông gì mình quên tên, mình không biết sông gì anh Nam anh kia ai, sông Cần Thơ phải không? Sông Ninh Kiều nha các bạn nha. Đây thì các bạn có thể nhìn thấy là sông Ninh Kiều. Ở phía xa xa thì các bạn thấy một cái con cầu không bạn, cái cầu không, cái cầu đấy các bạn, đố các bạn biết cầu gì không, ai nói rõ được cái cầu gì không, đố kia cầu ở kia cầu tên gì? Cầu kia là cầu Rạch Miễu. Vào thành phố thì nó sẽ có bao nhiêu phút bao nhiêu giây thì các bạn cũng biết ra. Trình nãy giờ là mình quay á, nói liên thiên liên tha nãy giờ thì cũng thôi, thì cho nó còn chừng 5 phút thôi là cái hành trình của mình vào thành phố ăn uống rồi đó. Rồi vào đây là vào trong khu vực thành phố, rồi mình đóng cái cửa xe lại cho nó đỡ tiếng ồn. Rồi ok nha các bạn nha, rồi các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh của mình để mình làm tiếp tục những cái video hấp dẫn sau. Rồi quay camera hơi rung chút nha anh em thông cảm. Ở đây cũng có khách sạn Kiểu Long rồi này nha các bạn nha, nhưng mà giá nó chát lắm, giá nó mắc lắm. Rồi cảm ơn anh em. Ở đây thành phố ven sông rồi cũng rất là đẹp, các khách sạn ven sông cũng đẹp, nhưng mà giá là mắc tiền.